Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h35 ngày 10 tháng 10, theo giờ Việt Nam, trên sân Đại Liên Sports Center, Trung Quốc. So với danh sách đội tuyển Việt Nam thường được triệu tập dưới thời ông Park Hang-seo những năm trước, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trong những ngày FIFA Day, những ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển gom quân từ các câu lạc bộ, làm nhiệm vụ quốc tế, tháng 10 có nhiều thay đổi. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh không còn được triệu tập, các hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh không có mặt. Còn trên hàng tấn công, chân sút Nguyễn Công Phượng không được gọi lên tuyển trong đợt này. Ngay cả thủ môn Đặng Văn Lâm cũng không còn chắc suất thi đấu chính thức, sau khi thủ môn mới Nguyễn Đình Triệu thể hiện xuất sắc ở trận đấu gặp Palestine hồi tháng 9. Tương tự như thế, trên hàng tiền đạo, chưa chắc chân sút Nguyễn Tiến Linh đã được ra sân ngay từ đầu. Không còn Đoàn Văn Hậu, khả năng cao Phan Tuấn Tài sẽ sắm vai hậu vệ cánh trái, còn Võ Minh Trọng sẽ đá ở cánh đối diện, thay thế cho Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Còn trên hàng tiền đạo, Nguyễn Văn Tùng nhiều cơ hội đá chính, trong khi Tiến Linh có thể ngồi dự bị cho chân sút của câu lạc bộ Hà Nội. Chỉ có hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn ổn định, khi những tên tuổi giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất vẫn còn hiện diện, gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Quang Hải. Những cầu thủ này sẽ đóng vai trò giữ trục giữa, cũng như tổ chức lối chơi cho đội bóng trong tay ông Chu Xie. Phía đầu sân bên kia, về lý thuyết, đội tuyển Trung Quốc cũng không mạnh, lực lượng của họ không có nhiều ngôi sao. Chỉ có điều, so với trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái, đội tuyển Trung Quốc giờ sẽ chơi thận trọng hơn. Họ sẽ rút kinh nghiệm từ trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam hồi tháng 2 năm 2022 trên sân Mỹ Đình, nên không loại trừ khả năng đội tuyển Trung Quốc sẽ đá phòng ngự phản công trước đội bóng của ông Chu Xie. Do đối thủ đã hiểu rõ về chúng ta nên khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một trận cầu ít bàn thắng. Dự đoán 1, không cho Trung Quốc.